trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đang tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chê, tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Rồi em cứ sang trái cho anh một tiếng nhá. Xin chào bà anh, Eric không thích đâu. Rồi em sẽ chơi đàn, chơi các loại nhạc cụ để tạo cảm hứng cho người mẫu ăn. Lại Mi à? Eric, chuẩn bị đi làm. Eric làm bên Mỹ suốt rồi, kinh nghiệm đầy mình nhá. Nhưng bao giờ thì cậu có thể đi làm việc được? Cậu đi sửa lại mấy cái bàn này đi. Và tôi đi làm mấy cái bánh trứng cho cậu ăn thử nhá. Vâng, yes sir. Ê cậu kia, dạ. Một tí. Dạ. Cậu có thể lấy tôi ít muối không nhỉ? Muối này hơi nhạt. Dạ thưa khách, muối ở đằng kia, xin quý khách từ vụa. Ơ anh, cậu lấy hay nhở? Cậu làm ăn kiểu gì mà để nhạt lên, tôi nhờ cậu lấy muối cơ mà. Dạ thưa khách, đây là quán từ phục vụ ạ. Mà quý khách không biết, từ phục vụ là một tác phong của văn minh xã hội hiện đại đúng không ạ? Văn minh á? Cậu nói tôi không văn minh á? Cho tôi gặp cậu quản lý cậu đi. Dạ, tôi là chủ cửa hàng này đấy ạ. Quý khách có điều gì không phải? Không phải cái gì mà không phải, tôi đến đây ăn và trả tiền là để được phục vụ. Tại sao phục vụ lại bảo tôi đi phục vụ nữa nào? Bây giờ làm ăn nhà hàng này thì tôi không bao giờ đến cái nhà hàng này nữa nhá. Cậu có còn gì để nói được không? Dạ tại vì là cháu thấy tự phục vụ mới văn minh hiện đại bác ạ. Cháu thấy ở bên Mỹ cửa hàng toàn làm như thế bác ạ. Đây là Việt Nam, đây không phải là Mỹ, cậu hiểu chưa? Chỉ một lần này thôi, còn nếu một lần nữa thì mời cậu ra khỏi quán của tôi, cậu hiểu chưa? Vâng ạ. Hai chị dùng gì ạ? Cho chị món này. Nhưng chị không ăn thịt, cho chị nhiều rau được không? Chị đang ăn chay mà. Dạ vâng, để Eric hỏi nhà bếp xem sao. Phục vụ đâu rồi? Phục vụ đâu? Cả nhà cần gì ạ? Tôi ngồi đấy như thế giờ ở đây mà chẳng có ai ra thì gọi đồ cả. Lâu quá. Có đứng bắt gia đình tôi chờ đến bao giờ đây? Vâng, em sẽ quay lại ngay ạ. Mọi người đợi em một tí ạ. Anh đang ngồi xem cái gì ạ? Nhưng mà em có diễn thôi mà. Em thì ạ cô. Được rồi, em đợi Eric một tí, Eric sẽ lấy cho em ngay nhá. Đây là thực đơn các món chay 12 anh chị chọn. Xem nào, cho mình mướp xào nấm rơm. Mướp xào nấm rơm. Cải thìa sốt nấm đông cô. Cải thìa sốt nấm đông cô. À mà đừng cho hành tây nhá, hạt tiêu nữa, mình bị dị ứng. Hạt tây, hạt tiêu. Anh có thích ăn cải thìa không? Hay chuyển qua cải ngồng đi. Cải ngồng đi cho lạ miệng. Cho mình một đĩa ngồng cải. À mà nhớ luộc kỹ, không thì bị đắng đấy. Hai chị có dùng thêm gì không ạ? Để mình nghĩ. Cô ơi cho mình gọi đồ nào. Cậu kia, có cho tôi gọi đồ không thì bảo. Ông chủ đâu rồi? Xin gia đình thông cảm, tại nhà hàng đang đông quá, thế nên là... Lâu quá, đông cua hết cá, nhưng em ra đây, cho nhà tôi còn đi có việc nào. Hai chị có dùng món gì không ạ? Nếu không để em mang thứ đơn vào bếp. Anh ơi, thìa của em đâu? Ôi thật chết, Eric quên mất, đợi Eric một tí. Thìa của em đây. Trời ơi, sao phải lâu với nhỏ? Muốn hết cả giờ làm rồi. Không ăn nữa, dậy về đi. Làm cái gì mình lại lút thế hả? Lại đây! Này!
em đang giấu giếm gì đấy? Cho chị xem nào. Sao? Ơ, đưa đây cho chị xem nào. Giấu gì là quyền của Eric, chị đừng có bài xâm phạm cá nhân nhá. Hiểu chưa? À, giấu giếm gì như thế, chắc chắn là đồ xấu xa rồi. Đưa nhanh cho chị mách mẹ bây giờ. Không, có chết em cũng không đưa cho hai chị xem cái quần này đâu. Quần, chị tôi. Quần bơi mà. Hai chị làm sao đấy? Cứ như là chưa nhìn thấy quần bơi ấy. Mà thấy cái này có hợp với Eric không? Eric là em bị úp cái bẹ chuối à? Quên, cái quần bơi này chạy nhông nhông ra ngoài đường à? Con gái nó nhìn thấy thì vô duyên lắm. Không, mặc bể bơi thôi chứ. Ơ, à, đi bơi à? À, đi bơi cánh lẻ nhá, xong rủ chị. Thôi đi, chị không nhớ mấy lần Eric rủ chị. Toàn mắt Eric giả tiền à? Thật là xấu hổ ấy. Mà lần này nhá, Eric đến bể bơi nhá, không những không phải trả tiền mà còn được tiền cơ nhá. Hả? Được tiền á? Ở bể bơi nhiều tiền lắm hả? Đến đấy nhặt tiền hả? Ôi, nhặt là chuyên môn của chị nhặt rau, nhặt quả, nhặt cả tiền luôn. Cho chị đến đấy chị nhặt với. Không có tiền nào hết. Tiền đâu mà lắm thế hả tươi? Em đến bể bơi là để làm việc, làm việc. Hả? Em lại đi làm á? Chứ sao, Eric sẽ... Tức là Eric được nhận vào đội cứu hộ của bể bơi. Hả? À, cứu hộ hả? Nó cái giống gì vậy em? À, ôi giời, sao nó không tự cứu nhau vậy? Phải cứu hộ. Chị tươi nhìn Eric đi. Cao to bơi lại giỏi, làm cứu hộ là hợp nhất. Đúng không? À, chị chả biết bơi đâu, thế Eric cũng biết bơi hả? Eric ơi là Eric, em làm gì thì làm. Nhưng mà cái quần đến bể bơi thì phản thời trang lắm đấy Eric ạ. Kệ, em thấy đẹp là được. Mà em đã quyết tâm rồi, làm việc ở bể bơi, thoáng mát, tha hồ mát mẻ, thỉnh thoảng còn được bơi nữa. Eric sẽ làm công việc này lâu dài đấy. Chẳng biết cái lâu dài còn được bao lâu. Ừ, được ban đầu. Đến mang theo bao.